Em bé, mẹ ơi, con bỏ, cho đi. Có rất nhiều người đã phát âm sai hai nguyên âm O và E như vậy. Cách phát âm này được gọi là âm sắc địa phương. Khi phát âm như vậy thì bạn có thể là sẽ bị chê cười hay phân biệt. Thậm chí là khi chính mình phát âm ra thì cũng cảm thấy là tự ti và xấu hổ nữa. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách nói chuẩn O và E chỉ trong thời gian ngắn. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung video hữu ích khác nhé. Nhiều người rất giỏi chuyên môn nhưng không thành đạt, nhiều người kỹ năng tốt nhưng nói chuyện không thu hút, nhiều người làm sếp lớn nhưng tác phong không chuyên nghiệp, tất cả đều có một điểm chung: quan tâm phát triển kỹ năng nghề nghiệp mà quên mất giọng nói và khả năng giao tiếp tương tác đám đông. Thalic Voice, học viện giọng nói và kỹ năng đầu tiên uy tín số 1 Việt Nam, với các khóa học giúp bạn hoàn thiện giọng nói chuẩn, hay, khỏe, quyền lực, chuyên cảm, thu hút mọi đối tượng, tư duy giao tiếp khéo léo, tinh tế, có chiều sâu, khả năng tương tác, nói chuyện trước đám đông có phong cách, uy tín, tư duy ngôn từ, nhạy bén, phản xạ, linh hoạt trong đời sống, công việc. Các khóa học trực tiếp và online qua Zoom tại Thalic Voice, cam kết 100% đầu ra với đội ngũ giáo viên, chuyên gia đào tạo là các MC, biên tập viên đài truyền hình. Lộ trình khóa học phục vụ đúng nhu cầu và mục tiêu học viên, làm nghề gì, ứng dụng ở đâu, học và thực hành đúng nội dung đó. Hỗ trợ sau khóa học, tư vấn cá nhân, tham gia câu lạc bộ luyện tập kỹ năng mềm và tư duy nghề nghiệp. Môi trường học tích cực, cùng học viên là những nhân tố ưu tú đến từ nhiều ngành nghề lĩnh vực. Thalic Voice đã được các KOL, KOC, TikToker, YouTuber, doanh nghiệp lớn khắp cả nước như Vinhome, Viettel, MBBank, DNSE theo học và ứng dụng thành công vào công việc của họ. Hơn 20.000 học viên đã thay đổi giọng nói và tư duy cùng Thalic Voice. Đăng ký tư vấn để Thalic Voice đồng hành cùng bạn phát triển giọng nói và tư duy giao tiếp, nói trước đám đông. Thalic Voice thanh lịch từ giọng nói. Được rồi, hãy cùng nhau phân tích nguyên nhân chính khiến bạn bị bẹt O và E nhé. Đó là do yếu tố môi trường. Nếu như bạn sinh ra và lớn lên trong một môi trường mà tất cả những người xung quanh đều có phát âm như vậy thì bạn cũng chắc chắn là phát âm như vậy. O, oa, e, ia thì cũng là giọng đặc trưng của một vài vùng miền như là Bắc Ninh, Bắc Giang hay là Nam Định. Hoặc là có thể ngay từ đầu bạn không bị sai lỗi phát âm này đâu, nhưng trong quá trình bạn sinh sống, bạn làm việc và xung quanh toàn là những người phát âm như vậy thì dần dần cũng sẽ bị ảnh hưởng và trở thành một thói quen khó bỏ. Khi các bạn mắc lỗi sai đối với nguyên âm thì sẽ có 3 mức độ như sau. Mức độ đầu tiên cũng là nhẹ nhất, là chúng mình biết chúng mình sai và chúng mình cũng biết cách sửa, nhưng trong điều kiện là mình đang nói rất chậm, phải rất để ý và kiểm soát nó. Mức độ thứ hai đó là mình biết là mình sai nhưng mình không biết sửa như thế nào. Mức độ thứ ba và cũng là mức độ nguy hiểm nhất, đó là các bạn thậm chí không biết là mình đang sai. Chỉ khi có những người xung quanh phản hồi lại là bạn đang bị bẹt nguyên âm đấy thì chúng ta mới biết. Và cũng chỉ biết ở trạng thái là lờ mờ như vậy thôi, chứ cũng không rõ là mình sai ở đâu và cái cách phát âm O, E của mình có thì giống và khác so với mọi người. Vậy thì việc sửa O và E có cần thiết hay không? Chắc chắn là có rồi. Lý do thứ nhất đó là để các bạn có thể phát âm chuẩn và rõ ràng hơn. Nhiều người thì khen rằng là giọng hát của Amy rất dễ thương, đúng không nào? Bởi vì cô ấy hát rằng là để anh gọi em là em bé, chứ cô ấy không có hát là để anh gọi em là em bé, đúng không nào? Và việc chúng ta phát âm không chuẩn có thể sẽ gây nên những hiểu lầm hoặc là khó chịu cho người khác đấy. Không chỉ khi nói tiếng Việt, tiếng Anh mà kể cả tiếng hát thì cũng phải chuẩn hai cách phát âm này nha. Và chắc chắn là khi các bạn đã phát âm chuẩn và rõ ràng rồi thì sẽ đạt được hiệu quả thứ hai, đó là hiệu quả trong giao tiếp. Khi chúng ta có một giọng nói đủ hay thì cũng dễ dàng thu hút và thuyết phục đối phương hơn. Lý do thứ ba nữa mà chúng ta cũng cần phải sửa bẹt O và E đó là để thể hiện sự chuyên nghiệp trong cuộc sống cũng như là công việc. Rất nhiều những học viên ở Thalic thì đã từng tâm sự với chúng tôi rằng đó là nhà tuyển dụng thì đang cân nhắc họ không phải vì chuyên môn đâu mà vì có âm sắc địa phương trong giọng nói, cụ thể là bẹt O và E. Khi phát âm chuẩn O và E rồi thì chúng ta sẽ thể hiện được sự chuyên nghiệp cũng như là tôn trọng đối với người nghe hơn. Nào, bây giờ thì hãy cùng Thanh Huyền học cách để sửa phát âm nguyên âm nhé. Trong tiếng Việt của chúng ta thì sẽ có 12 chữ cái được gọi là nguyên âm, bao gồm A, Á, Ớ, E, O, Ô, Ơ, U, Ư, Y ngắn và Y dài. Như các bạn có thể quan sát thì mỗi một nguyên âm lại sở hữu một khẩu hình khác nhau. Thanh Huyền không thể giữ khẩu hình ở nguyên âm O để có thể phát âm tròn trịa ở nguyên âm E đâu. Ví dụ O, E, E, đúng không nào? Như vậy thì mỗi âm thanh nguyên âm phát ra khác nhau là do sự thay đổi về khẩu hình. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu như các bạn sai nguyên âm có nghĩa là các bạn đang sai khẩu hình. Vậy thì bây giờ hãy quan sát kỹ phần khẩu hình của Thanh Huyền để xem là nguyên âm khi được phát âm chuẩn và phát âm bẹt có gì khác nhau nhé. Đầu tiên là với nguyên âm khi được phát âm chuẩn trước. O, do, đó. E, em, bé. Được rồi, bây giờ sẽ đến với phiên bản nguyên âm được phát âm sai. O, do, đúa. Em, bé. Rất là dễ nhận ra, đúng không nào? Khi chúng ta phát âm chuẩn thì khẩu hình ở trạng thái là mở to
theo chiều dọc. Còn khi nguyên âm phát âm sai thì khẩu hình của chúng ta đang ở trong trạng thái mở ngang. Vì vậy mà điều đầu tiên các bạn cần phải nhớ khi sửa phát âm nguyên âm đó là khẩu hình cần mở to theo chiều dọc bằng cách là hạ hàm dưới cách khoảng 2cm nhé. Để luyện hạ hàm dưới cách khoảng 2cm thì sẽ có một số cách luyện tập sau. Đầu tiên là về mặt cảm quan, thì nếu như khẩu hình của chúng ta ở trạng thái mở nhỏ thì chỉ nhìn thấy được phần răng và phần môi của chúng mình hoạt động thôi. Còn nếu như khẩu hình mở to theo chiều dọc thì các bạn sẽ nhìn thấy được bên trong phần khoang miệng và phần lưỡi của mình di chuyển nữa. Đó là về mặt cảm quan. Còn về mặt luyện tập thì các bạn có thể thực hành theo 3 cách sau. Thứ nhất, hãy để bàn tay ở ngay dưới cằm cách khoảng 2cm. Sau đó hãy luyện mở khẩu hình sao cho cằm chạm tay. Ví dụ, o, do, đó, e, em, bé. Rất dễ để luyện tập đúng không nào? Cách thứ hai đó là hãy sử dụng hai đốt tay. Một chiều ngang của đốt tay sẽ khoảng 1cm, thì hai đốt sẽ là khoảng 2cm. Hãy ướm liên miệng để tập mở khẩu hình nhé. O, do, đó, e, em, bé. Cách thứ hai này cũng cực kỳ đơn giản. Hãy cùng nhau đến với cách thứ ba, đó là hãy đặt một ngón tay ở giữa phần tai và phần tóc mai. Khi chúng ta mở khẩu hình, tức là hàm trên và hàm dưới tách nhau ra, khớp hàm sẽ di chuyển. Vì vậy đặt tay ở đây thì sẽ có cảm giác là ngón tay lún vào. O, do, đó, e, em, bé. Thì đó là những cách khá là đơn giản để các bạn có thể luyện tập được việc mở khẩu hình nhé. Nhưng chỉ việc mở to khẩu hình và mở dọc thôi đã đủ hay chưa? Hãy quan sát khẩu hình của Thanh Huyền. O, do, đó. Tại sao mở dọc khẩu hình rồi mà vẫn bị bè thế này? Hãy chú trọng hơn vào phần mép môi nhé. O, do, đó. Lý do là bởi vì khi Thanh Huyền vẫn tiếp tục đẩy âm thanh và hơi thở ra mà khẩu hình đã di chuyển rồi. Lúc đầu mở dọc đúng, nhưng về sau âm thanh và hơi thở vẫn đẩy ra, đã di chuyển khẩu hình sang ngang thì kết cục vẫn là ngang và gây bẹt âm thôi. Vì vậy mà mép môi của chúng ta cần không di chuyển trong quá trình phát âm. Ví dụ, o, do, đó, e, em, bé, chứ không phải là o, do, đó hay là e, em, bé, được không nào? Bây giờ thì sẽ kết hợp cả hai cách. Đầu tiên là mở khẩu hình to theo chiều dọc, và tiếp theo là mép môi không di chuyển trong quá trình phát âm. Thử xem là nguyên âm của chúng ta đã đủ tròn trịa chưa nhé. E, em, bé. E, em, bé. Có vẻ là vẫn chưa tròn trịa đúng không nào? Lý do là bởi vì lưỡi của các bạn đã đẩy lên trong quá trình phát âm. Khi lưỡi đẩy lên thì âm thanh và hơi thở khi này cũng chỉ còn một đường ngang rất nhỏ gần với vòng họng trên để đi ra thôi. Vì vậy mà vẫn sẽ gây bẹt nguyên âm. Như vậy có 3 gạch đầu dòng mà các bạn cần phải ghi nhớ để có thể sửa bẹt nguyên âm nhé. Đầu tiên, đấy là hãy mở khẩu hình to theo chiều dọc bằng cách là hạ hàm dưới khoảng 2cm. Thứ hai, lưu ý là mép môi không di chuyển trong quá trình phát âm. Và thứ ba là phần lưỡi của chúng ta cũng không di chuyển trong quá trình phát âm nguyên âm nhé. Nào, bây giờ hãy cùng thử một số nguyên âm O và E để xem là các bạn đã làm đúng chưa nhé. Đầu tiên là với nguyên âm E. E, bé, bét. E, bè, thuyền. E, bè, bạn. Thực ra trong tất cả các nguyên âm có thể bè thì nguyên âm E sẽ là âm khó có thể cảm nhận được độ mở dọc của khẩu hình nhất. Nếu như chưa sửa được ngay lập tức thì hãy sử dụng một mẹo như sau. Đó là hãy sử dụng nguyên âm được lai giữa E và E. Âm E chuẩn là E. E chuẩn là E. Âm ở giữa là E, E, E. Hãy sử dụng nguyên âm ở giữa này để thay thế cho nguyên âm E, giúp cho các bạn có thể cảm nhận được cảm giác mở dọc khẩu hình tốt hơn nhé. Ví dụ, E, B, bét. E, B, thuyền. Khá là dễ để mở khẩu hình đúng không nào? Sau khi đã quen với cách thức này rồi thì các bạn có thể điều chỉnh để về với nguyên âm E chuẩn nhé. Thử một số từ với nguyên âm O nha. O, cho, con. Chú ý khẩu hình nhé. O, gò, bó. O, bó, hẹp. Với nguyên âm O thì rất dễ rồi, chỉ cần nhớ 3 gạch đầu dòng phía trên, chắc chắn bạn sẽ làm đúng được nguyên âm này. Ngay bây giờ thì hãy cùng đến với một số bài tập nho nhỏ để luyện tập O và E nhé. Hãy cùng mình đọc từ và cụm từ chứa nguyên âm O nhé. Mình đọc trước và các bạn đọc liền sau. Co, chú ý khẩu hình. Do, nho, bò, to,
cho. Nhớ nhá, là chỉ mở dọc khẩu hình thôi. Co, cụ. Do, dự. Do, thám. Dò, dẫm. Tiếp theo, hãy cùng mình đọc từ và cụm từ có chứa nguyên âm e nhá. Be, ghe, nghe, le, che. Cùng nhau đọc cụm từ nào. Ghe, bầu, hè, bụi. Le, lói, lè, lẹ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang luyện đọc với câu nhé. Con bò rất to đi lò dò. Con bò rất to đi lò dò. Bó hoa hồng đỏ như son. Bó hoa hồng đỏ như son. Em bé được mẹ cho đi xem phim. Em bé được mẹ cho đi xem phim. Mẹ đi bè bẻ ngô. Mẹ đi bè bẻ ngô. Nàng lọ lem ra Hà Nội ăn nem. Nàng lọ lem ra Hà Nội ăn nem. Em được mẹ mua cho một cái kẹo ngon. Em được mẹ mua cho một cái kẹo ngon. Chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo. Bạn hãy nghe xem từ này Thanh Huyền đọc đúng hay sai nhé. Bè thuyền. Gọn ghẽ. Nghe ngóng. Trẻ nhỏ. Ngoan nghẻ. Bạn hãy xem là đáp án của mình có chính xác hay không nhé. Người đã sửa bén âm o e thành công và bạn chắc chắn cũng làm được. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, đừng ngần ngại để lại bình luận dưới video nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video hữu ích khác. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Thalip Voice tuyển sinh các khoa học cải thiện giọng nói, giao tiếp, nói trước đám đông.